Bánh ú còn được gọi là bánh bá trạng, một loại bánh xuất xứ từ Trung Quốc. Vào ngày các dịp lễ Tết, người Việt ta bao giờ cũng có bánh tét, bánh chưng, còn với người Trung Quốc thì không thể thiếu bánh ú. Một số người Việt Nam còn quen gọi nó là bánh chưng Trung Quốc. Bánh ú nhân mặn miền Tây là một trong những món bánh dân dã của nơi miền quê sông nước và rất được nhiều người ưa thích bởi lớp vỏ bánh dẻo mềm quyện cùng phần nhân bánh mùi ngậy. Trong tập mới lần này, Phúc sẽ chia sẻ với các bạn cách gói bánh của má Mười, hay còn gọi là bà Mười Vlog. Má có bí quyết gia truyền về món này, bánh má gói ngon nhất nách. Mọi người cùng theo dõi nhé! Nếu thấy thích video thì đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ Phúc. Đầu tiên, với 1kg nếp các bạn mang đi ngâm với nước trong vòng 8 tiếng, rồi vớt ra rổ để ráo. Vo sạch và ngâm đậu xanh khoảng 2-3 giờ cho đậu nở mềm rồi vớt ra tô. Để bánh thơm ngon hấp dẫn hơn thì trong phần nguyên liệu, má mình cho tôm khô và đậu phộng nữa. Khúc này là mình đi hái lá chuối trước nhà, đúng chất là cây nhà lá vườn luôn. Lá chuối sau khi rọc về các bạn rửa sạch, rồi đem phơi nhẹ cho ráo để dễ gói hơn. Tiếp theo là rửa sạch trứng vịt, trứng ở đây các bạn nhớ là trứng muối nha. Làm trứng muối khi ăn sẽ béo và rất thơm. Sơ chế và ướp thịt. Với 400g thịt ba chỉ và củ hành tím sau khi mua về, bạn mang đi rửa sạch rồi cắt thịt thành những khối vừa dày khoảng một lóng tay, còn hành tím thì lột vỏ và băm nhuyễn. Kế đến, bạn ướp thịt cùng với 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê hạt nêm cùng phần hành tím đã băm nhuyễn rồi trộn đều. Cách gói bánh thì khá là khó, nên mình sẽ quay má gói và mô tả lại cho các bạn như sau. Đặt bàn tay phải ấn vào giữa lá chuối, tay trái gấp đôi tấm lá lên, giữ và xoay khéo léo để tạo thành hình phễu. Trước khi gói bánh, bạn cắt trứng vịt muối thành các miếng muối cao nhỏ. Kế đến, bạn cho vào phễu lá lần lượt 2 muỗng canh nếp, 1 muỗng canh đậu xanh rồi dàn đều và nén cho chắc 2 lớp đậu vào nếp này nhé. Sau đó bạn thêm vào giữa 1 miếng thịt ba chỉ, 1 miếng trứng vịt rồi tiếp tục phủ lên trên lần lượt 1 muỗng canh đậu xanh, 2 muỗng nếp nữa và nhớ dàn chặt để nhân bánh thật chắc khi hấp chín phần nhân sẽ không bị rời. Để gói bánh, bạn lấy lá phía trên miệng phễu gập hai bên xuống cho đều rồi đặt bánh xuống bàn, đè bánh lên cạnh lá còn lại, gói các lá thừa bên ngoài lên trên. Lúc này ta được chiếc bánh có hình khối tam giác cân. Cuối cùng, bạn dùng dây nylon gói từ phần đáy bánh gói lên, vòng dây theo các cạnh của tam giác rồi cột cho chắc lại. Nói thì dễ vậy đó, nhưng các bạn hãy thử làm để trải nghiệm độ khó nha. Nếu thành công nhớ khoe với mình. Sau khi gói xong là đến quá trình nấu bánh. Bạn bắt nồi nước lớn lên bếp và đun sôi khoảng 7-10 phút. Khi nước sôi bạn cho hết bánh vào và luộc đến khi chín mềm trong khoảng 4 tiếng với lửa lớn. Bạn nhớ thường xuyên chăm nước và củi sao cho lúc nào nước cũng ngập bánh để bánh chín đều. Những ngày giáp Tết hoặc giao thừa được ngồi cạnh ông bà cha mẹ, người thân trong gia đình chăm củi nấu bánh thâu đêm suốt sáng là những điều tuyệt đẹp. Dù 10 năm, 20 năm hay mãi về sau, những ký ức ấy sẽ mãi ăn sâu vào tiềm thức mỗi người. Đặc biệt hơn là vào những ngày Tết mà trong nhà có món bánh ú mặn thơm lừng, đẹp mắt với màu lá dứa xanh nhẹ nhàng. Cắm miếng bánh sẽ cảm nhận được sự hòa quyện hương vị tuyệt vời từ vỏ bánh, thì dẻo mềm cùng phần nhân đậu xanh bùi bùi, thịt ba chỉ và trứng vịt béo ngậy cực hấp dẫn. Chúc các bạn sẽ thành công với món bánh ú này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.